trong ngành tôm mình lúc này là bây giờ cái anh mà cực nhất bây giờ vẫn là cái anh đi kéo lưới. Đúng không bà con? Thì cái việc mà đi kéo lưới là như là xuống nước giai đoạn này rất là lạnh. Mấy anh thanh niên là nói với nghệ mình là hết vụ tôm này ra viên anh cưới em rồi, vàng mà lên cỡ này rồi, tôm mà ăn uống gì đâu mà lạnh cỡ này, nó không ăn uống gì mấy ngày nay, gầu dữ luôn. Đúng không mấy anh thanh niên? À, mấy ngày nay tình hình chung là ở cả nước và nói chung là tình hình ở miền Tây mình hay là ở mọi miền đều đang chuyển lạnh rất là nhiều, và cái việc nuôi tôm chúng ta ảnh hưởng rất là lớn. Và tôm giảm ăn đó là cái điều đầu tiên. Giảm ăn thì nó sẽ có rất là nhiều hệ lụy, và chúng ta biết được một điều là con tôm nó ăn chúng ta rất là vui, rất là mừng, đúng không? Điều việc nuôi tôm mà nó ăn nhiều là chúng ta mừng, mà còn mà nó giảm cái là chúng ta rất là gầu lo. Một là có bị vấn đề hay không, hai kéo dài thời gian nuôi. Kéo dài thời gian nuôi rất là nguy hiểm nha, là nó bị chậm lớn á, là con tôm nó sẽ kéo dài thời gian và tăng chi phí. Mà cái biên độ lợi nhuận chúng ta bây giờ nó đã giảm xuống rồi, lúc trước chúng ta nuôi là lời 50% hay là lời 40%, nhưng bây giờ đôi khi lời 20%, 25%, 30%, rất là nguy hiểm. Và cái việc mà kéo dài thời gian nuôi hay là chậm ăn á, thì Di sẽ đưa ra một cái nguyên nhân mà cái thời tiết mà lạnh á, thì chắc chắn một điều là tôm mình nó sẽ yếu ăn. Một là nhiệt độ đáy lạnh quá, ở trên bờ mình ví dụ như tầm khoảng 21-22 độ, nhiệt độ đáy nó sẽ xuống tầm cỡ 18-19 độ hay là lạnh hơn nữa. Và trong ngành tôm mình lúc này sáng mà si phong mà nhảy xuống ao mà si phong cái là teo ghi, đúng không? Thì cái việc mà lạnh đó, con tôm nó rất là chậm ăn về nhiệt độ xuống thấp quá, đó là cái yếu tố cốt lõi thôi. Và để giải quyết cái vấn đề này á, khi mà tôm mà nó chậm ăn trong giai đoạn mùa lạnh này thì chúng ta giải quyết, mà Di cũng đã ghe rất là nhiều video. Đầu tiên là chúng ta sử dụng sản phẩm là, nếu mà chọn mọi thức ăn, kích mồi cho nó thèm ăn lên. Và một á, là kích bằng cái mùi hay là cái mồi cho nó thèm ăn. Thì bên Di có một cái dòng sản phẩm Aqua Max á, Di đang triển khai trong giai đoạn này rất là ok. Và cái hàng sản phẩm hôm nay á, đang bị thiếu hàng luôn. Là khi chúng ta kích mồi thì con tôm nó sẽ kiếm ăn và nó sẽ thèm ăn hơn. Và thứ hai là chúng ta sử dụng những cái gốc acid amin và có gốc lysine, là cái gốc mà kích thèm ăn. Ở Di có ra một cái video mà nói về cái lon sữa hôm bữa đó. Di có uống một cái lon sữa mà để tăng cân, là cái lon sữa đó nó sẽ có một cái thành phần là lysine rất là nhiều. Và đúng như cái nhà sản xuất và cái người bán họ nói là kích họ khi mà uống thì rất là thèm ăn, mà đúng như vậy. Là cái gốc lysine đó, nếu mà chúng ta có lên Google chúng ta search, chúng ta thấy được cái gốc lysine hay là methionine, lysine đó, là cái nhóm mà acid amin nó sẽ tạo nên thèm ăn. Con nói chung là khi mà chúng ta triển khai cái bằng cái gốc acid amin đó, thì chúng ta bên Di có một cái dòng hũ rau, cái dòng đó là cũng một là nó tăng trọng tôm, và thứ hai là nó sẽ tạo ra con tôm nó thèm ăn. Bởi vì khi mà chúng ta tăng trọng là nó sẽ ăn mạnh hơn rồi nó mới phát được con tôm được. Không thể nào mà dùng những cái sản phẩm mà để trộn vào thức ăn mà nó để phát con tôm đó. Con tôm mập và con tôm ốm chúng ta sẽ dập cho biết liền. Nhìn xuống á, nếu mà trên gió hay là chúng ta bỏ vô cái xô nó nhìn xuống á, nếu mà con tôm mập á thì nó sẽ rất là tròn, tròn ở một cái dạng giống hình ống vậy đó, mà con tôm ốm á thì nó sẽ dẹp cái lưng. Con tôm dẹp lưng nó là con tôm ốm á, thì cái thể trạng mà nó phát triển không tốt. Về cái việc mà giảm ăn trong giai đoạn lạnh này, hình như là bây giờ thì chúng ta còn giảm ăn nữa, chỉ có nhậu mạnh hơn thôi. Đúng không? Chúng ta giai đoạn này á thì rất là nhiều video trong thời gian vừa qua thì chúng ta Di cũng đã nói về cái vấn đề giảm ăn trong mùa lạnh này. Bà con nếu mà chưa coi được video đó, cứ nhắn tin cho Di đi, Di sẽ gửi mấy cái link mà về video trong giai đoạn mùa lạnh này cho chúng ta cùng tìm hiểu. Hay là trong giai đoạn này thì cái vấn đề giảm ăn thì chúng ta cải thiện bằng một cái yếu tố thứ ba, đó là tăng cường quạt đảo lên. Quạt đảo lúc trước chúng ta tắt quạt hơi nhiều, ví dụ như chúng ta một cử chúng ta tắt tới 2 tiếng hay là 3 tiếng gì đó, thì giờ chúng ta tắt ít lại thôi, tắt 15 phút, 20 phút thôi, nó ăn xong rồi chúng ta quạt đảo lên. Khi mà chúng ta quạt đảo á, khi nào đây, chúng ta sợ mà tắt quạt cho ăn á, một là sợ tốn điện, hai á là sợ trôi thức ăn. Nếu như ao của mình không si phong á, chúng ta cứ cho nó chạy bình thường, không vấn đề gì đâu, con tôm nó nhanh lắm. Khi mà chúng ta gãi thức ăn á, đôi khi thứ hộp thức ăn của mình nó vừa chìm đáy thì con tôm nó sẽ bắt được ngay, và có tốc độ của con tôm thẻ nó rất là nhanh. Và chúng ta sợ là sợ si phong ra thôi. Và con ví dụ như nè, bây giờ là chúng ta thấy vấn đề này, đôi khi si phong mà ví dụ như ngoài ao, ngoài sông á, nước chảy cuộn con tôm vẫn bắt mồi được bình thường. Ở trong ao cũng vậy thôi, quạt thì con tôm vẫn ăn được bình thường, nhưng mà có cái á, là chúng ta sợ si mà si phong thì nó sẽ trôi ra ngoài thôi. Và có một số yếu tố mà Di đã nói trong video, những video trước, ví dụ như thời tiết này, giai đoạn này ấm, nó lạnh đáy quá, chúng ta muốn làm ấm đáy hơn,
chúng ta dùng cái vôi đá cục của mình á. Một cái tiếp theo nè, để giải pháp, để khắc phục cái vấn đề này, chúng ta dùng cái vôi đá mà cục ngày xưa đó, cục mà chúng ta bự bự như nè, bây giờ thì hình như là khó kiếm nha, phải đơn giản đâu, mà chúng ta 1000 thì đập nhỏ ra, ví dụ như cục cục bự bự 46 đi, bằng đá 46 thì nó đập ra 1-2 thôi. Tối ao mình pH không cao nha, pH không cao, chúng ta lưu ý điều này là chúng ta dùng khoảng 3kg hoặc 5kg là chúng ta gãi cho nó sôi lên, sôi cái đáy lên, bắt đầu là cái đáy tôm mình ấm, hoặc là cử sáng, sáng mà cỡ 6-7 giờ mà tôm mình ăn rất yếu trong cử sáng á, chúng ta cứ đó là gãi vài ký, nếu pH không cao nha, pH mà tầm cỡ 8.3 chúng ta ngưng liệt, chúng ta đừng gãi, ok, thì nó sẽ đỡ, thì cải thiện bằng một cái chút chút. Thì ở miền, nói chung ở miền Trung và miền Bắc thì sẽ lạnh nhiều, nhưng mà ở miền Tây á, thì tầm khoảng chúng ta lạnh được 2 đợt, đợt hởm là 1 đợt nè, rồi đợt này là bắt đầu là vô cái đợt Sikabell là lạnh nhiều nè, thì chúng ta cải thiện bằng cái vấn đề đó đó, thì nó sẽ giúp bầy tôm mình lướt qua cái tới tháng chạp á, tôm mình sẽ rất là có giá hơn. Thì thông thường tháng chạp tôm có giá. Và rất là cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng Duy, hay là thủy sản Duy, là một trong những đơn vị cung ứng về thuốc men và đầu nghề thủy sản nông nghiệp, giao hàng toàn quốc để đi ship. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn. Xin chào.